Ohayo minasan, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chào quán của Tikiu. Và ngày hôm nay sẽ cùng nhau khám phá những cái meme dốc chót rỡ rỡ nhất. Dạo này mình có mấy cái meme mà nó trong sáng quá, mình kiểu chưa đủ, mình còn thấy nó kinh khủng hơn. Right, và chúng ta sẽ coi những tác phẩm của các bạn ha. Wow, cái gì vậy? Tụi mình đang hay. Ok. Mình nói cha nó, đó là cái đầu bút bi. Bậy bạ. Đúng là đây chính là tác hại của việc coi quá nhiều meme đó các bạn. Đầu của bạn nó sẽ không hoạt động bình thường. Và khi bạn thấy gì đó nó search đó, là cái não của bạn nó sẽ tự điền vào những cái thông tin mà nó không liên quan nhưng mà rất là bậy bạ. Right. Chúng ta nên kia meme trong vòng một tuần. Hồi xưa mình có thằng bạn, nó cũng là người bình thường của chúng ta thôi. Nhưng mà kể từ khi nó coi meme dog tới bây giờ là 3 năm rồi, và mình không thấy nó đâu nữa. Ok, các bạn đừng coi meme dog nữa các bạn. Trong sáng chút đi. T-Cop, đây là con gì vậy nhỉ? Sao mà nhìn nó sus quá ta. Ý hợi luôn á. Editor giúp tôi gắn một cái con Among Us vào so sánh coi. Oh my god, cái nồi của bạn nó sus thế nhờ. Cái nồi nó phát ra tiếng. Các bạn tưởng tượng lúc mà các bạn bật lửa nấu cái nồi này, nó sẽ phát ra cái tiếng âm nhạc đó. Cái nồi là một imposter. Tại ngày của tôi khi mới mua một cậu bé khỏe mạnh và một cô bé khỏe mạnh. Một tháng sau đó vẫn là cậu bé khỏe mạnh, nhưng mà cô bé thì Nguyên Thiên, tại sao vậy? Ok, mình nghĩ là kêu mọi người đăng meme dog là một sai lầm của mình. Như vậy nó không còn là dog nữa mọi người ơi. Đây là cái tấm ảnh nó chống lại loài người. Không phải là kinh khủng. Loli trong khu mua sắm. What? Excuse me, what the fuck? Một thanh niên nào đó. Ông không biết à, trên đấy chất lượng lắm. What? Bạn mua rồi hả? 5 năm trước tôi mua một con, giờ vẫn còn bền lắm. Lúc mà tôi hỏi là bạn mua rồi hả, là tôi mong rằng bạn chỉ đùa thôi, nhưng mà không, 5 năm trước tôi mua, giờ vẫn còn bền. Bền. Hungry. Mà quá ta không cười. Cổng thiên đàng. Alright, nếu như video này được 10.000 like, mình sẽ xây một cái cổng địa ngục ở phía bên kia và một cái cổng thiên đàng ở bên này. Chúng ta có hai ranh giới giữa thiện và ác. Ok, chứ cái nhóm Facebook của mình bây giờ nó kiểu như là thiện ác lẫn lộn với các bạn, khó mà tách ra lắm. Meme Wadok, bạn đã biến Tiger thành Dog Tiger. Đây là cái meme siêu nhân điện quang hả? Các bạn biết gì không? Thật ra mình là một điệp viên FBI đấy. Mình tạo ra cái nhóm này á là để bắt mấy cái thằng giống vậy này. Nó buôn bán con người đấy các bạn. Đấy. Bắt đầu thôi, săn lùng tụi nó. 10 lượt chia sẻ. À, khắn ó, thái wu wu. Mình tự được đem chung giữa những cái thằng buôn bán con người rồi. Là cái tên của nó sẽ có kiểu kiểu như này. Uwu uwu. Oh my god. Lần sau các bạn thấy cái list bạn bè của các bạn có cái tên nào giống vậy thì các bạn block nó liền nha. Oh no, chị đất kỳ. Oh no. Mới năm ngoái còn thấy anh đang thi rap Việt, mà sao bây giờ anh lại nằm thế này hả? Thật tiếc cho một tài năng trẻ các bạn ơi. Đây là Itachi và đây là tộc nhân Uchiha. Tôi thấy các bạn đăng mấy cái meme chọc Naruto không à. Nào thì không có ba me hay gì đó, bây giờ đi chọc cái nguyên cái clan Uchiha. Giờ này mình thấy có mấy cái chain mà vịt vàng á các bạn. Đây nè đó. Nhưng mà đây phiên bản thiểu năng của bạn Kana Kamui. Mình sẽ cảnh này nha. Bây giờ ta tạo lại cái chain đi ha. Mình cũng thấy mình có 100.000 người xem chứ bộ. Để coi cái chain gì để cho nó hay hay đi ta. Thay vì chúng ta để avatar vịt vàng á, thì bây giờ chúng ta để avatar thằng lằn đi. Thì mình lên mạng mình kiếm một cái đánh thằng lằn coi. Ok, mình đang kiếm ảnh thằng lằn thì nó cho mình ăn cơm chó các bạn ơi. Thôi bỏ đi. Đến khi nào bàn tay tôi mới có cảm giác được nắm tay người khác đây? Ủa khoan, như vậy cái tấm này nắm tay người khác không? Nếu như mình bị tấm thần phân liệt và mình ở trong vai trong đầu mình hai người. Bạn sẽ không FA nếu như bạn làm bồ chính bạn. Kinh khủng thế nhỉ. Chúc mừng sinh nhật Chiraya. Đèn cày. Hay hả, hay hả? SE Orisis DL, tên của bạn giống như là một cái phần mềm diệt virus vậy đó. Tôi chào mày ăn cái Angry liền đây. Không mà nói cha nó. Tất cả là tạm Mikey. Ở cái câu này là cái thằng gì nó nói ta? Ở đây nè, như hình như là cái thằng này nói đúng không ta? Bạn Hương Nguyễn nè. Ây da, bạn idol, không idol, anh Mikey hay là mấy anh đẹp trai đâu mà đi idol của thằng này. Tôi thất vọng về bạn quá, bạn Hưng Nguyễn. Bạn Weeboo phải có chọn lọc chứ, không?
không phải ai cũng có thể sim được. Thằng này thì không, good. Tôi chỉ yêu Mikey thôi. Đùa kiểu éo gì thế bro, ông chăm chọc tôi à. Chăm chọc là mấy cái chọc vào lưng. Oh no. Hả, cái gì tôi có đọc sai không? Tôi có đọc nhầm không? À, Do it. Là một ngày khác tôi mong là Chúa có thể tước đi cái tầm nhìn của tôi. What? Chết tôi rồi. Top 5 bộ hai tên lên như cực đã. Ok, skipping. Tại sao bảo á? Ây da, đây là cái bẫy để bắt mấy thằng ấu dâm sao? Chết rồi. Má đổ mồ hôi hột các bạn ơi, mình xin xé tờ chứng nhận API của mình. Ok, mình quá thất vọng với bản thân. Đờ mờ hảo hán, tao hạn ngay. Nếu như các bạn vừa cười á, thì các bạn hãy quỳ xuống lại ba lạy và đọc kinh lạy cha ba lần. Đây là vấn đề rất là nghiêm trọng, chúng ta không nên cười. Mình cảm thấy hối hận với thân mình quá. Hồi nãy là mình khúc khích thôi chứ mình không có cười. Ok, cái chứ mình bị rung mình đó, tại vì cái meme đót quá chứ không phải mình cười. Đây là lớp học online của tôi. Nếu như lớp học của tôi nó thú vị vậy á, là tôi sẽ không bỏ cái bữa nào cả. Để bữa nào tôi lên trên đại học tôi làm thử một lần coi, để coi tôi bị đuổi học không. Nhìn cậu đẹp đấy Hana-chan. Ok. Cái tên của cái bộ này tên là Emergent. Ê, các bạn muốn xin tên đúng không? Đâu có dễ đâu. Các bạn muốn mò cái tên từ tôi, các bạn phải đấm tôi đi hả? Các bạn muốn biết cái tên của cái bộ này hả? Các bạn bước qua sát tôi. Hoặc là các bạn phải subscribe, like, share cũng được. Profit cái nào, hiểu nhau chứ, like, share nào. Đột nhiên thấy bạn làm được bài hóa chuyên mà không cần thầy cô. Thầy cô hóa, tự nhiên thấy một hiện tượng lạ. Ok, để tôi đến tôi coi, đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị đứt rồi ta. Và tôi xin được công bố kết quả trận đấu. Chiến thắng thuộc về Satoshi và Pokemon của cậu. Satoshi sau khi la hét 3 phút Pokemon. Mình nhận ra là cái phim Pokemon là bảo hành động vật đó các bạn. Good boy, cool boy, bad boy, fuck boy, tôi. Cancer boy, người bị ung thư. Cậu phải tinh nghịch. Thôi nào, bớt tinh nghịch đi nào. Thiệt chứ. Phụ nữ, đàn ông chả có phong cách ăn mặc gì cả. Đàn ông. Mình cũng muốn làm một cái kiểu giống vậy các bạn. Má. Ok, video này 10.000 like tôi sẽ cắt cái áo thành cái áo giống này. Hoặc là tôi lên mạng tôi đặt một cái. Đó là phong cách. 10.000 like. Ê, mày làm gì vậy thế Tadashi? Mày biết tao với mày là hai thằng đàn ông chứ? Tao không có đọc hết luôn á. Alright, thì sợ là mình đang bị ý tưởng làm video nên là video này được 20k like mình sẽ làm chat. Tôi biết mấy ông thích mà. Thôi đừng ngại. Mấy ông ạ, không sao đâu, ai cũng có sở thích của riêng mình mà, tôi tôn trọng điều đó. Ok, tôi không mét ba mẹ mấy ông đâu. Bermuda, tam giác quỷ. Bermuda. What the fuck bro. Khi tôi nhận ra tàu BL cũng là con người chứ không phải là máy react meme cổ. Rất tầm meme cổ, meme từ năm. Luôn là có chết tiền. Không sai các bạn, mình không quan trọng là meme mới hay meme cũ gì cả, chỉ là nó mang tiếng cười cho mọi người và mình thì được rồi, chứ mình không cần là nó cổ hay gì cả. Nhưng mà đừng có đọt quá. Mấy ông có biết là tôi đã mất bao nhiêu cái video bởi vì meme qua đó không? YouTube nó kiểu thấy lạnh. Nhanh tay tắt quạt. Phải hiện ra mình ở trên trực thăng. Rửa tay trước khi ăn, rửa tay sau khi đi vệ sinh. Tôi không có tay. Sao mấy cái bài như vậy á, la nó cao lắm, còn mấy bài nhân văn la nó thấp kinh khủng. Chúng ta xong quay nhanh rồi, không có là dog rồi. Tùng Bài Khá, Đường Xuân Hấn, Chư Sky, Xe Bịp, Ngô Minh Tuệ. Pít, bạn bao nhiêu thế? Wow, mới quen nhau được có 2 ngày mày hỏi câu gì mà kỳ cục quá vậy? Ừ thì bíp của mình 18cm, sao bạn hỏi thế? Bữa bán bao nhiêu? Hả buôn bán. Đồ giờ với tiếng Việt có dấu nha các bạn. Chú Trịnh, Free Fire là món gì mà ăn ngon thế? Trạng Quỳnh, bẩm, là món tương ạ. Chú Trịnh, tại sao lại là tương? Trạng Quỳnh, bẩm, Free Fire là lửa miễn phí,
lửa miễn phí là lửa chùa, mà lửa chùa là cháy chùa, mà cháy chùa thì tưởng lo là lọt. Bruh. Thằng ông lông trần. Này cậu ơi, cậu sẽ đi luôn hả? Được rồi, nhớ nghỉ ngơi nhé. Hãy nhận lấy tình yêu của tớ nào. Wow, 2000 like. Wow, đã thiệt chứ. Sim. Cái đầu là sim, tôi chỉ nhận lấy tấm lòng thôi mà. Cái đầu mà sim, khốn nạn, không có sim, ok. Ê cậu ơi, cậu đi luôn hả? Trước khi đi cậu thể để lại một like subscribe được không cậu? Nếu bạn không nhớ bộ tớ này thì chúng ta không cùng đẳng cấp. Cái này công chúa Ori đúng không nhờ? Tôi có một cái ba lô hình công chúa Ori á. Sợ giờ, chỉ xanh là sợ giờ, tôi cưa luôn cả con gái Phú Ông. Ăn chay lên viết tôi lên vào mát lúc này chả hay. Cho chị ăn xong tôi nhặt nhà vàng vào nhà. What the fuck? Mình thấy giờ này có mấy cái anime nó đặt tên rất là kỳ cục. Kể như là làm YouTuber, tôi biết thành quỷ dữ. You think I give a fuck about your syringa man? Fuck you. Man, that not even a mong that you syringa man. And fuck your curse mark, dog. Nào tôi tiếng Việt. Baba Credito cùng với Baba Big đã kết hôn với nhau. Đức Minh tác Long Nguyễn. Bíp ổn tí nào. Ủa chuyện gì xảy ra với cái này vậy? Tại vì mình không coi Baba Big các bạn ơi. Lên Mỹ khi thấy gái Việt Nam. Cái bụi cây. Wait, what? Wait, what? Dạo này bạn gái mày thế nào? À mày quên, mày làm béo với cái đàn gái. Cái đồ độc ác. Nhưng mà khoan, là bà Juno lật tẩy. Quay ngược, ba mẹ mày giờ này thế nào? Oh no. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây để nó biết ông chủ chính là ai đây. Không ai cả. Tôi và anh em lúc 3 giờ sáng. Oh, you wanna see my itty bitty bunny milkies? Okay. Just this once. Cái quần què gì á? Free Fire Max. Nếu như thằng này là con của tôi á, là tôi sẽ kéo. Thằng nó búng tay, mọi người đó đang giảng họa. Nó cringe tới nỗi mà tôi muốn thuộc vào hổ đen luôn mọi người ơi. Bỏ lên bón là chết mẹ. Bắt chết chết nó chết xe. Mẹ. Đâu rồi? Quá đủ rồi. Tôi sẽ không review mấy cái này nữa. À. Vâng, đó chính là main review ngày hôm nay. Và thật sự mình thấy rất là xì chết. Thật sự là mình đến đây để tìm niềm vui, chứ không phải là phải kiềm chế bản thân mình lại. Mấy thằng em của tao. Ok, nó ngủ được các bạn. Mấy phải xóa này ra khỏi group mới được. Alright, hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Và đừng quên gia nhập group nha. Mình sẽ đăng mấy cái challenge như là chia ảnh của mình nè, rồi nhìn nói chung là nhiều lắm. Các bạn nhớ vào để tham gia lên video các thứ cho nó vui ha. Bây giờ thì bye bye.